Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Toàn cảnh đám cưới nghệ sĩ Quế Trân và chồng đại gia Lộng lẫy, kiêu xa trong váy cưới thướt tha được thiết kế từ cảm hứng về hoa dung, nghệ sĩ Quế Trân đẹp dạng rỡ bên vị hôn phu. Doanh nhân Doãn Văn Phương Sau lễ ăn hỏi và rước dâu hôm 2 tháng 8, vợ chồng người đẹp Quế Trân tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Cô dâu dạng dỡ xanh bước bên chú rể, Quế Trân diện bộ đầm trễ vai, đính hoa và si quên cầu kỳ. Phần chân váy được thiết kế xoay rộng, mỗi khi di chuyển cần hai người hỗ trợ. Nhà thiết kế Đức Hùng và nghệ sĩ Việt Nam Ngọc Anh là hai trong số những khách mời có mặt sớm nhất. Được biết, Chiếc váy cưới của Quế Trân là món quà đặc biệt do chú rể đặt thiết kế riêng cho người bạn đời của mình. Nghệ sĩ Quế Trân dạng dỡ và nổi bật trong chiếc váy cưới được thiết kế riêng. Lấy cảm hứng từ hoa ý nghĩa hoa dung về tình yêu lớn, sự che chở, yêu thương của một người đàn ông thành đạt, tinh tế và điềm đạm dành cho người vợ xinh đẹp của mình. Theo thông tin được cung cấp bội nghệ sĩ Quế Trân, chiếc váy là món quà đặc biệt được chú rể đặt thiết kế riêng dành cho người bạn đời của mình. Người đẹp sinh năm 1981 thực sự cảm kích trước giá trị lớn của món quà, lên tới hơn 500 triệu. Chiếc váy được hoàn thiện trong 300 giờ đồng hồ, với chất liệu được nhập khẩu độc quyền từ châu Âu. Cùng ngắm toàn cảnh lễ cưới của nghệ sĩ Quế Trân và chồng đại gia được báo dân trí, Quế Trân là đóa hoa vàng trong làng cải lương Việt Nam. Xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh xinh đẹp, vui vẻ nhưng cuộc đời riêng của cô lại có nhiều nỗi niềm kín đáo quế chân kiệm lời trong chuyện tình cảm cô thậm chí từng muốn bỏ nghề sau cù sốc mất đi người thân yêu quế chân là hậu duệ đời thứ năm của gia tộc tuồng cổ bầu thắng minh tơ nổi tiếng lớn lên trong cái nôi của cải lương nữ nghệ sĩ sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm với bộ môn nghệ thuật này từ nhỏ đã theo bố mẹ vào các đoàn diễn đến năm 8 tuổi cô chính thức có vai diễn đầu tay. Được thầy giỏi dìu dắt cộng với nỗ lực của bản thân, Quế Trân nhanh chóng gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ. Ít ai biết rằng, Quế Trân từng theo học một lúc hai trường cao đẳng kinh tế đối ngoại và đại học sư phạm. Tuy nhiên, các sâu mời hát nhiều nên nữ nghệ sĩ quyết định dành chọn tâm sức cho nghệ thuật, nối nghiệp gia đình. Là con cháu nghệ sĩ lớn, Cô có nhiều thuận lợi để phát triển đam mê nhưng đi kèm với đó là không ít áp lực. Ngay nhỏ, chân bị áp lực nhiều, nhưng càng trưởng thành mình càng nhẹ nhõm hơn. Chân biết chuyển hóa áp lực thành động lực, hun đúc quyết tâm cho mình. Thực sự con đường nghệ thuật của chân cũng nhiều thăng trầm chứ hoàn toàn không phải là hoa hồng. Chân vẫn nói vui hoa hồng có nhiều gai. Quế chân đối diện với biến cô lớn khi nghệ sĩ Thanh Tòng ra đi mãi mãi. Nhắc lại ký ức đau buồn trong chương trình ngôi sao đương thời, cô cho biết, ngay đêm chung kết cuộc thi chuông vàng vọng cổ năm 2016 thì ba của chân ra đi. Sau lần đó, chân cảm thấy mất mát và hụt hẫng rất nhiều, chỉ muốn ra mình ở nhà và không muốn đi hát nữa. Sôi nổi trên sân khấu nhưng quấy chân lại kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nữ nghệ sĩ từng tiết lộ hình tương về bố rất lớn nên chưa cảm thấy có người phù hợp với mình. Nếu duyên chưa đến cuối chân quyết định sẽ ở vậy mãi, không muốn làm mẹ đơn thân, còn chuyện tình cảm, tôi nghĩ điều gì đến sẽ đến, tôi chỉ thuận theo tự nhiên. Hiện tại tôi cũng có những người bạn để chia sẻ nhưng chưa đến mức yêu thương. Mẹ không hối thúc nên tôi không cảm thấy áp lực, cũng không có động lực để lấy chồng cô chia sẻ trong buổi giới thiệu chương trình sao nối ngôi mùa 3. Trên trang cá nhân Quế Chân thỉnh thoảng vẫn đăng tải hình ảnh xinh đẹp của bản thân. Tuổi nay đã ngoài 40 nhưng nhan sắc của nữ nghệ sĩ vẫn còn rất trẻ đẹp. Có thể thấy Quế Vân vẫn sống vui vẻ và lạc quan dù đến nay vẫn chăn đơn gối chiếc, trải qua nhiều thăng trầm, Quế Chân gây dựng sự nghiệp nghệ thuật nhiều người mơ ước. Nhan sắc không tuổi của nữ nghệ sĩ hiện tại ngắm bao lần cũng khiến khán giả trầm trồ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại